Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng đã được kiểm soát khá tốt, tuy nhiên nhiều ngày trở lại đây, số ca nhiễm đang có chiều hướng tăng trở lại ở một số tỉnh thành trên cả nước. Do đó, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thì ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại, tăng cao ở một số tỉnh thành trên cả nước, tình trạng lơ là chủ quan của nhiều người trong việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 ở các nơi công cộng vẫn diễn ra khá phổ biến. Có thể thấy, chợ là nơi tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh rất khó kiểm soát. Nhưng theo khảo sát của chúng tôi, tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Bến Tre, nhiều người bán hàng không đeo khẩu trang, không khử khuẩn trước và sau tiếp xúc với người mua hàng. Bán ở chợ đông người á cô, mình phải đeo khẩu trang. Thứ nhất là thứ hai nữa là những người mà người ta đi mua hàng của hàng á, đi chợ là người ta đeo khoảng 80-90%. Còn như tiểu thương ở đây bán thì cũng vắng á, chợ vắng á. Cho nên có người thì cũng không đeo là tại vì lỏng ở chợ, không có người ta nhiều á, đông á. Chứ Đài Tiền Thanh thì nói thông báo là cũng có dịch tới. Thì tình hình là chắc là nếu mà qua lễ thì chắc tiểu thương ở đây cũng đeo trở lại bình thường. Trước tình hình trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao, tại các khu du lịch, các chợ, siêu thị và nơi công cộng phải đảm bảo việc phát triển kinh tế, đi đôi với phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Công tác phòng chống dịch đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế là tuân thủ theo 2K. Rồi ở nhà mình thì mình ăn uống đồ cho đủ chất dinh dưỡng vậy á. Vòng tránh về nếu mà tình hình dịch nó căng nữa có chích ngừa bổ sung thì mình phải tuân thủ theo của Bộ Y tế vậy thôi. Sắp tới dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sẽ trùng với dịp Dỗ Tổ Hùng Vương. Chắc chắn lượng khách về Bến Tre cũng như người Bến Tre đi du lịch mua sắm sẽ tăng. Chính vì vậy, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu. Ban quản lý chợ cũng thường xuyên khuyến cáo bà con tăng cường đeo khẩu trang, khử khuẩn, thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó thì ban quản lý chợ cũng thường xuyên tổ chức các cái đoàn kiểm tra để nhắc nhở bà con cố gắng thực hiện tốt các cái biện pháp phòng chống dịch trong cái thời gian tới để đảm bảo không có bị tái bùng phát. Ngày 12 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới. Để tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đòi hỏi sự kiên trì, kiên định, kiên quyết kiểm soát dịch với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Cùng với đó, từng người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan, thực hiện tốt thông điệp 2K. Khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.